Vâng, thì trước màn hình của anh chị và các bạn, đây là một cái mẫu xe BMW X5 được sản xuất năm 2006 và đăng ký lần đầu năm 2009, với phiên bản số tự động 7 chỗ ngồi, với dung tích động cơ nó là 3.0 như anh chị và các bạn nhé. Một cái mẫu xe biển 34A35385 đấy. Màu con này là màu xám đá, rất là đẹp luôn đấy. Anh chị nào các bạn có nhu cầu muốn mua một cái mẫu xe gầm cao về đi Tết, với mẫu xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi này, và đây là một cái dòng xe sang của dòng BMW đấy. Form dáng thì rất là đẹp và xe rất là bền bỉ, và hơn nữa là cái dòng xe này phải nói là rất là an toàn nhé anh chị và các bạn nhé. Đấy, có cái giá thành cũng tương đối hợp lý. Mẫu xe này BMW đang bán mức giá là 445 triệu đồng thôi. Đấy, một cái mẫu xe BMW X5 được sản xuất năm 2006 và lăn bánh lần đầu tại Việt Nam năm 2009 với phiên bản 3.0 SI. Đấy, form dáng phần đầu xe thì anh chị và các bạn nhìn thấy cái dòng BMW X5 này thì không có cái gì bể bàn về cái form dáng của xe, bởi cái dòng xe này form dáng của nó quá đẹp. Hơn nữa là cái chất chát của xe thì anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm với cái dòng xe sang này nhé. Đây là tổng thành xe chi tiết đây anh chị và các bạn nhìn đây. Đấy, một cái mẫu xe rất là đẹp và có cái giá thành cũng tương đối vừa phải đối với cái dòng xe sang, mà cái dòng X5 này nó đến bây giờ nó là vẫn là những cái dòng xe được người ta rất là ưa chuộng về cái form dáng, về cái như là về cái chất của xe nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, về cái tổng thành form dáng con BMW X5 này thì anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm là xe đẹp, không bâm ba ngập nước gì cả, máy móc hoàn toàn là còn rất là đẹp luôn. Đã được chủ xe độ lên La Răng giờ 19 rồi, vì vậy là lo một cái bộ xe của nó gầm cao hơn, thoáng hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, đối với cái dòng xe này chị anh chị nhìn đây. Đấy, với cái giá thành để cho anh chị lựa chọn cái mẫu xe này theo em nghĩ là cũng rất là hợp lý thôi. Đấy, chỉ có 445 triệu một cái mẫu xe mà form dáng tương đối đẹp. Đấy, và hơn nữa cái dòng xe này thì anh chị hoàn toàn yên tâm một cái điều là ngồi trên con xe này cái chế độ an toàn của nó là khá cao. Đấy, mọi cái chức năng chi tiết của xe thì nó còn nguyên bản. Đấy, tất cả trên xe nó đã dùng cái bản 2006 này, nó là đề khóa thông minh rồi, chứ không phải là đề ấn để chìa cái nữa. Nó là đề ấn khóa rồi, đề ấn rồi nha anh chị nhé. Đấy, nên anh chị mua cái mẫu xe này về sử dụng thì hoàn toàn là yên tâm về cái chất của xe. Đấy, không cần phải bàn về chất. Đấy, một cái mẫu xe sang mà có giá thành cũng tương đối hợp lý cho anh chị và các bạn, một cái mẫu xe gầm cao. Đấy, giá chỉ có hơn 400 triệu một chút thôi, một cái mẫu xe X5. Nếu anh chị và các bạn mua về sử dụng những cái mẫu xe này thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của xe cũng như là độ an toàn bền bỉ của cái dòng BMW X5 này. Đấy, được trang bị túi khí phanh ABS an toàn. Đấy, số của nó hoàn toàn là cần số điện được, chứ không phải là số tay như các dòng xe BMW X5 form cũ nữa. Về tổng thành thiết kế form dáng thì anh chị hoàn toàn có thể nhìn đây, một cái mẫu xe có form dáng rất là đẹp, được trang bị cả số ga tự động như anh chị vào những cái cung đường phố ấy, đường trên chạy trên đường cao tốc thì dùng hoàn toàn là có thể dùng ga tự động được, thì nó sẽ áp rất an toàn cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, về tổng thành nha anh chị. Đấy anh chị nhá. Và sau đây thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem khả năng vận hành của con xe BMW X5 này. Với cái bảng số điện thì anh chị cần ấn vào đây, ấn vào đây và gạt xuống như này. Đấy, nó là lên số giờ rồi. Đấy, thì chạy rất là nhàn. Khi nó cũng như số kia, nhưng số điện cái cảm giác vào nó nhàn hơn và nhẹ nhàng hơn. Và sau đây em sẽ cho anh chị và các bạn xem khả năng vận hành của con BMW X5 này. Đấy, cái cảm giác lái đầu tiên của con xe khi mình ngồi trên con xe BMW X5 là cảm giác ngồi rất là thoáng. Thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể bao quát được tổng thành về cái phần đầu xe, và cũng như là hai cái gương chiếu hậu của xe rất là lớn luôn nha anh chị và các bạn nhé. Đây là hai cái gương chiếu hậu của xe rất là lớn, được trang bị kính điện, đèn pha tự động vào cái giày tối ở cái mẫu xe BMW X5 này. Đấy, cảm giác lái rất là an toàn ở cái mẫu xe này. Đấy, anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0827 2977777 nhé. Anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với em để xem xe nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh chị đang theo dõi clip của bên em nhé.